Ôi, em thấy người ta nấu cháo không nhiều. Cháo thì sẽ phải. Trời. Bây giờ này mình nghĩ nó là con gì đi, đừng có nghĩ con chuột. Ừ. Ây da, đúng quá. Ây da, ây da, ây da, ây da. Đấy, người cậu chuột. Nói chung mình ở đồng quê thì chỉ ăn được mấy những con này thôi mọi người. Ăn cá, ăn chuột rồi thôi. Ủa, chắc nó dễ ghê hồng á. Ở quê là chỉ dùng mấy món này thôi. Làm gì có tiền mua thịt heo. Tính làm tính làm coi rước cậu về nè em ơi, mới thêm thằng bay nè em ơi. Với anh có mua chuột nè không chút xíu nè, nấu chuột cái mẹ.